Nếu ảnh không tặng quà cho cô Phan, vậy thì cổ không nhận được quà rồi. Vậy thì tiếc lắm. Tôi hy vọng cô có thể sở hữu cánh hoa hồng này, bởi vì tôi chính là tiểu hoàng tử bảo vệ hoa hồng đó. Loại mà tôi thích là dạng đàn ông như Âu Dương Kiện. Ảnh đối với em như vậy, em cứ dứt khoát chia tay với ảnh đi. Tôi làm sao biết con người của ảnh bay bướm, bạn gái vừa mất thì lập tức quên người khác đi. Hướng Thuần, tuy thời gian anh quen em rất ngắn ngủi, nhưng mà anh sẽ rất nhớ em. Tức là đoạn lai lúc nãy là trực tiếp cái chết.